Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xe Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là em không phải là môi giới, em có để số điện thoại của chủ nhà ngay giữa video cho mọi người liên hệ trực tiếp đó, không cần phải qua môi giới nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 3 tầng nằm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai mà giá chỉ có 1.750.000 thôi nha mọi người. Thì hiện tại em đang đứng ngay đường này là đường Nguyễn Thị Minh Khai nè mọi người. Đó, nếu như mọi người đi ra ngoài kia tầm khoảng chừng là 200m 300m mọi người sẽ tới được ngay ngã tư của Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng tháng 8. Còn phía bên đây á, là ngay ngã ba của đường Tôn Thất Tùng và đường Nguyễn Thị Minh Khai nè mọi người. Đó, đây là vị trí trung tâm rất là đắc địa nha mọi người. Còn ở bên đây là hẻm 406 Nguyễn Thị Minh Khai, có cái nhà hôm nay em sẽ quay cho mọi người đó. Bây giờ em sẽ đi vô trong, em quay bên trong cho mọi người xem nha. Từ đầu hẻm 406 á, mọi người đi vào tầm khoảng chừng đâu đó tầm 20-30m nha, thì mình phía tay phải sẽ thấy cái nhà mình. Nhà mình có địa chỉ là 406/12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 nha mọi người. Đây chúng ta cách mặt tiền mà thấy không, tầm khoảng chừng có 20-30m là tới rồi mà thấy không. Đó, cái chỗ đó là ngã ba của đường Tôn Thất Tùng và Nguyễn Thị Minh Khai nha. Còn đây là bên ngoài nhà của mình nè mọi người. Đó, nhà mình kết cấu 3 tầng và góc hai mặt tiền hẻm nha. Đây em đứng góc này cho mình thấy rõ hơn. Đó. Rồi bây giờ em đi vô bên trong, em quay khu vực bên trong cho mọi người xem. Thì nhà mình có cái diện tích bề ngang là 3, bề dài là 4. Đó, diện tích là 12m2, kết cấu là 1 trệt 2 lầu. Giá đang kêu là 1.750.000, giá này vẫn còn thương lượng nha mọi người. Đây là cái không gian ở dưới tầng trệt nè. Đó. Hiện tại thì nhà đang để trống nha mọi người. Chủ nhà không ở đây nữa, gia đình là đi định cư hết rồi, còn một người ở đây để đứng bán thôi nha. Đây, đây là khu vực nhà vệ sinh. Đó, ở đây là mình làm một cái cửa hoặc cái rèm ngăn cũng được nè mọi người. Rồi bây giờ em đi tiếp lên lầu 1 cho mọi người xem nha. Thì nói chung á là nhà thích hợp cho anh chị nào tài chính tầm 1.000.000 thôi mà muốn nhà ở trung tâm để tiện đi làm hoặc cho con cái đi học á, thì em nghĩ cũng rất là thích hợp nha mọi người. Chúng ta không xa mặt tiền lắm đâu. Đây là khu vực ở lầu 1 nè. Mình thấy không, rất là rộng luôn. Trên đây mình có thể làm một phòng ngủ cũng được nha mọi người. Đó, người thấy không, cực kỳ rộng luôn nha. Rồi ở đây là chúng ta có một cái ban công nè mọi người. Đây, còn đây là cái view ở trước nhà chúng ta nè, góc hai mặt tiền lận cho nên là rất là thoáng nha, mọi thấy không. Đó, cách mặt tiền không xa. Rồi bây giờ em đi tiếp lên khu vực lầu 2, em quay cái khu vực lầu 2 cho mọi người xem nha. Đây là khu vực ở lầu 2 nè. Đây, đó, lầu 2 nè mọi người. Ở đây có một cái cửa sổ nha. Còn ở đây là đang để trống hết toàn bộ nha mọi người. Đó, ở đây chúng ta có một cái ban công nè mọi người. Đây, đây là khu vực của lầu 2 mình nha. Rồi bây giờ em sẽ quay thêm tiện ích cho mọi người xem nha. Bây giờ là mình sẽ quay thêm một vòng tiện ích cho mọi người cùng xem nha. Đây, đây là ra ngay mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai nè. Đó, ngay đây là ngã ba của đường Tôn Thất Tùng và Nguyễn Thị Minh Khai. Thì ở đây chắc là em quay sơ thôi, chứ nhà chúng ta là ngay vị trí trung tâm rồi, cho nên là tiện ích là chắc chắn là không phải thiếu rồi mọi người. Thấy không, xung quanh là cái gì cũng có luôn, mà dạng giống như là đường lớn cao cấp đó mọi người. Đó, cửa hàng điện thoại di động hay là ngân hàng, chỗ làm đẹp, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, cái gì cũng có nha mọi người. Đây, thì nhà mình á là diện tích á bề ngang là 3, bề dài là 4, 12m2 á mọi người. Đó, giá đang kêu là 1.750.000 nha mọi người. Giá này vẫn còn thương lượng. Kết cấu của mình thì là 3 tầng. Đó. Thôi thì chắc video em chỉ quay sơ tới đây thôi. Nếu như mọi người cảm thấy video này có ích thì em xin một like, một share và một subscribe để em có động lực em review nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.